nhìn lại pháp sinh diệt, cũng như pháp chăn châu 10 bức tranh của thiền tông. Thầy tôi dạy tôi, xin tham khảo ạ. À. Câu chuyện 10 bức tranh chăn châu của thiền Trúc Lâm thích thanh từ trích ra từ thiền tông Trúc Lâm vẫn còn đó quý vị. Xin chút suy ngẫm mới thấy lời Phật dạy. Dù sống lâu, trăm năm không biết pháp sinh diệt, không bằng một giờ gặp pháp sinh diệt là giải thoát liền. Vậy nên bao nhiêu công tu tập của tam tổ Trúc Lâm như Sao Ngài Pháp Loa, Sao Ngài Huyền Quang Sao Trần Nhân Tông, được người thời này tôn vinh là Phật Việt Nam? Tam tổ Trúc Lâm, họ đã nhận ra được gì khi đi ngược với pháp hành của Thích Ca Mâu Ni là? Đói thì ăn, khát thì uống, nhọc nghỉ liền. Có phải tu hành theo dục ăn uống không quý bạn? Vậy nên bị kẹt trong cái ăn không được ngày một bữa nuôi thân cho đủ, thì tâm sao có diệt được cái tham nằm trong ngũ triển cái ngăn che đây quý vị? Nên thầy tổ của tôi có dạy chúng tôi, các con vô đây tu hành, thầy chỉ dạy cho các con tập ăn tập ngủ dần dần cho quen với pháp hành của Thích Ca. Người xuất gia mà không ăn được ngày một bữa, không lấy nghề đi xin ăn làm nghề duy nhất, mà còn cất giữ tiền bạc với Phật là họ hỏng mất thân tâm rồi. Kiểu gì họ cũng đi vào con đường của ma quỷ đang dẫn họ đi đó quý vị. Nên con đường đi của pháp giải thoát chính là bát chánh đạo. Mà tránh kiến không đi đúng thì rẽ sang con đường khác với Thích Ca rồi quý bạn. Tu hành mà nay đòi ăn món nọ, mai thích ăn món kia trong bếp là sai với lời Phật dạy rằng trong trụ xứ không có cái bếp, là tỳ kheo bắt buộc phải đi xin ăn, thế mà cứ nói bảo chữa viền vông rằng, một là, đi xin ăn không đủ chất dinh dưỡng, không đủ vitamin C, B1. Hai là, thời xưa Đức Phật đâu có trụ xứ mà làm bếp, ngày nay có điều kiện, mỗi nơi, mỗi trụ xứ tu hành đều có vật chất để phục vụ cho người tu, để người cúng dường có phước. Ba là, mà chính quyền không cho đi khất thực, ta có tránh kiến chút hạ à bạn khi cái quyết định ấy đâu của nhà nước, mà của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ra quyết định, để tu sĩ ra đường còn tham dục, tiền bạc nhận của bá thí, làm hỏng giới sa di là cất giấu tiền bạc với Phật. Hay tránh cho ngoại đạo giả khoác áo tu sĩ đi xin ăn để kiếm sống. Làm rối loạn, mất an ninh tật tự xã hội. Còn khi nhà nước đã cho quyền bình đẳng của con người, nên đâu họ có động vào tôn giáo hỡi quý bạn. Nếu ta cứ chạy theo xã hội thời nay, thì những người tu hành vẫn chạy theo dục tăng trưởng thích ăn món nọ món kia, sao giải thoát được bệnh tham trong ngũ triển cái của. Tham, sân, si, mạn, nghi, đó quý vị, ổn một đời tu hành, mà lại nợ cơm của người cúng dường cho ta nữa chứ. Ta có làm gì ra tiền đâu, vậy nên những câu dạy của thanh niên thời qua vẫn hát, có ý như sau. Hãy làm gì cho tổ quốc, đừng hỏi gì khi tổ quốc cho ta, còn ta là người tu hành, lại yêu cầu đủ theo thói dục ở đời sau quý vị kiếp sau ta làm con vật kéo cầy trả nợ họ sao gạch dưới lời dạy của thiền tông trúc lâm thích thanh tử. Hay làm con ở, cộng nhân lao động cho người cúng dường cho ta sao. Gạch dưới lời thầy thích thông lạc dạy, kính sám hối quý thầy tu, tự chữa lành.